Chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở vườn ươm cũng như là quay chia sẻ cho anh chị về cái lô mận đường xanh Sóc Trăng. Thì cái lô mận đường xanh Sóc Trăng cây giống á, bên em sẽ có những cái cây đang hoa nha anh chị. Thì một số trại giống á, bán á, thì cây hoa và cái cây không hoa sẽ cái giá nó khác nhau. Thì bên em thì bán cùng một giá một hoa nha anh chị. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu mua những cái cây có hoa sẵn ở trên cây giống á, thì có thể liên hệ bên em ha. Và sau lưng em đây là cái cây mận đường xanh Sóc Trăng đang cho hoa cho trái ở trại giống nha anh chị. Rồi thì bây giờ không để anh chị mình đợi lâu, em sẽ tiến hành quay cho tất cả anh chị mình xem cái cây giống thực tế như thế nào và những cái cây mang hoa ra làm sao anh chị, để anh chị mình có cái tư liệu thực tế nha. Thì hôm nay khách đến trực tiếp cũng chốt 50 cây rồi anh chị, tí nữa sẽ lên xe cho khách ha. Khách lựa chọn cho mình là cây có hoa nha, khách thấy hoa rồi rất là thích anh chị. Và đa số tất cả anh chị trên cả nước mình cũng vậy ha, em thấy á, thì khi mà anh chị mình mua giống á, đều lựa chọn cái cây đang mang hoa hết. Lý do là mình thấy được cái hoa mình sẽ thích hơn, cũng như là biết được cái cây này sẽ mau cho trái anh chị. Ok, bây giờ sẽ tiến hành quay chia sẻ anh chị mình xem cái lô cây đang mang hoa mang trái bên vườn ươm em như thế nào, để cho anh chị mình quan sát cũng như là anh chị mình có thể là xem trực tiếp nha. Những anh chị nào ở xa không có đến được á, mình có thể coi qua màn ảnh nhỏ được nha. Ok, và đây là cái cây zin 100% anh chị. Cây này là cây mận đường xanh Sóc Trăng. Hồi lâu em bứng từ ở bên Sóc Trăng về anh chị. Cây này là cây chiết cành trồng lên nha anh chị. Và cây đang cho hoa, hay anh chị thấy không? Hoa rất là sai luôn, chùm đậu rất là chi chít luôn ha. Thì cái đặc điểm nhận dạng của cái dòng mận đường xanh Sóc Trăng này là cái đít nó sẽ hồng như thế này nha anh chị. Và cái chùm của nó đậu cực kỳ là sai như thế này. Cái chùm này em quên bao anh chị, em ở không ở không á, nên giờ chắc là bị ruồi vàng nó đục rồi anh chị. Nè, anh chị thấy không? Nó hơi hồng hồng ha, ửng ửng hồng cái đít. Mới đúng chính xác là giống mận đường xanh Sóc Trăng nha anh chị ha. Đây chị mình thấy ha, quay xa cho anh chị mình xem nè. Mấy cây này em trồng cặp ngoài quốc lộ 57 nha. Thì những cái cây này sẽ để trái để phục vụ tất cả anh chị mình đến trực tiếp vườn ươm để mình ăn, mình trải nghiệm ha. Rồi bây giờ em sẽ quay chia sẻ anh chị về cây giống nha. Đây quay từ từ vô dẫn anh chị mình vào xem cây giống nè. Hiện tại đây là cây tắc bánh xe nha anh chị ha, tắc bánh xe bên em nè. Cái lô này khoảng 6.000 cây chưa soạn ra. Để soạn ra rồi sẽ quay chia sẻ anh chị mình sau nha. Rồi hiện tại anh chị mình đang xem ở đây là cái lô mận đường xanh Sóc Trăng nha anh chị. Cây giống anh chị ha. Những cây này thì đang mang bông, đang mang bông trên cây luôn, rất là nhiều anh chị. Và cái hàng này bên em sẽ chia sẻ với anh chị mình là một giá một thôi nha. Cây có hoa và cây không hoa là cùng giá. Nhiều trại giống á, thì sẽ phân cái loại có hoa này bán cái giá khác anh chị. Còn bên em thì anh chị nào mình liên hệ sớm muốn cây có hoa thì cứ nhắn tin vào bên em ha, gọi sớm cho bên em thì em sẽ lựa cho anh chị mình những cây có hoa như thế này. Và hôm nay khách đến trực tiếp anh chị, lựa ra nè. Đây là 50 cây để chuẩn bị giao cho khách luôn ha, tí nữa xe sẽ tới lấy nha anh chị. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu thì đến trực tiếp được thì mình đến anh chị, mình đến trực tiếp luôn. Và những cái bông này anh chị mình về anh chị có thể để được 1-2 trái nha, 1-2 trái thôi nha anh chị. Chứ anh chị mình để nhiều quá thì cái cây mình nó rất là si nha ha. Nên anh chị mình lưu ý giúp em ha, có hoa nhưng mà anh chị mình có thể để 1-2 trái mình ăn thử thôi, chứ thật sự ra mình không có để nhiều được nha anh chị. Đây hoa nè anh chị, và vẫn đậu trái được luôn nè, nó đậu được nè, nhưng mà đậu ít hơn anh chị. Lý do là cái cây này nó còn khá là yếu nha anh chị, kiểu như là nó không có đủ sức á, thì nó sẽ tiễn bông bớt, nó tự động nó tiễn bông bớt à. Đậu rồi á thì anh chị mình tiễn trễ chừng 1-2 trái vẫn được nha. Cây thì rắn nuôi được 1-2 trái ha. Rồi cho anh chị mình xem lại cái lô nè, bông rất là nhiều luôn, bông chi chít cây luôn anh chị. Hàng này thì với cái hàng mà chưa hoa thì bên em sẽ bán cùng một giá thôi ha, trại giống bên em sẽ bán cùng giá, không có thay đổi giá nha anh chị. Rồi khách đến trực tiếp chốt 50 cây, tí nữa em sẽ quay lên xe cho tất cả anh chị mình cùng xem nha. Quay lại coi cái giống này anh chị, quay sơ sơ cho anh chị mình ở xa không có đến trực tiếp được á, mình coi cái giống nha. Cái lô này thì cái chột rất là đẹp anh chị. Chậu to, cây rễ cứng bầu. Và những anh chị nào mà mua số lượng nhiều thì có thể liên hệ bên em sẽ có giá sỉ tốt, rất là tốt nha anh chị. Đây bên em cái lô này thì cũng còn lại khoảng trăm mấy trăm cái cây à. Còn cây có bông có trái này á, có bông này thì tầm khoảng chắc cỡ đâu đó khoảng 20-30 cây à. Nên anh chị nào mà có nhu cầu liên hệ sớm nha. Cái này là giống mận đường xanh Sóc Trăng ha anh chị. Bông nè, cái chùm bông thấy đẹp không, cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị ha, cực kỳ là đẹp luôn. Nên anh chị mình cứ
cần thì cứ liên hệ, và cây anh chị nào mà thích bông liên hệ sớm bên em sẽ hỗ trợ lựa cho anh chị những cây có hoa như thế này nha. Ok.